Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Sương xin kính chào quý khách. Chúng tôi là một trong những công ty đi đầu trong mô hình siêu thị xe tải trên toàn quốc, luôn tạo ra sự đổi mới và khác biệt so với những công ty showroom ô tô khác, nhằm mang đến sự thuận lợi tối ưu cho khách hàng trong việc lựa chọn các loại xe phù hợp. Ô tô An Sương tiên phong xây dựng các video clip giới thiệu về những dòng xe đang được quan tâm nhất hiện nay. Hôm nay, ô tô An Sương xin hân hạnh giới thiệu đến quý khách mẫu xe tải Tata Super Ace 1 tấn 2 máy dầu. Là dòng xe được sản xuất bởi tập đoàn xe thương mại Tata Ấn Độ, đã đạt được nhiều thành công tại các nước trên thế giới và chiếm được thị phần cao trong phân khúc xe tải nhẹ ở các nước châu Á như Ấn Độ và Thái Lan. Xe được thiết kế theo tiêu chuẩn xe du lịch, phong cách hiện đại, nội thất sang trọng, phân phối 3 màu rất phổ biến là màu trắng, màu xám và màu xanh, với nước sơn bóng sáng, chất lượng cao, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Đây là phần thân trái của xe. Tiếp theo là phần thân phải của xe. Còn đây là phần đuôi xe. Cabin được thiết kế phong cách hiện đại, đường nét cabin tạo hình sắc sảo, mẫu mã khác biệt cuốn hút. Đầu cabin tích hợp hai đèn pha lớn được bố trí hài hòa với khung lưới tản nhiệt lớn, thu hút ánh nhìn. Kích thước thùng dài 2m63, rộng 1m46, có thể chở đa dạng các loại hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển của quý khách. Thùng được thiết kế vừa tầm, thuận tiện cho việc lên xuống hàng hóa, thích hợp di chuyển trong lẫn ngoài thành phố. Công thức bánh 4x2 có thể di chuyển linh hoạt trên những cung đường nhỏ hẹp. Cỡ lớp 175R14C đồng bộ trước sau, tạo độ cân bằng, giảm trọng tâm xe, giúp dàn đều tải trọng lên thân xe, tăng khả năng chịu tải cũng như độ đầm của xe khi di chuyển. Khung gầm được cấu tạo từ loại thép hợp kim chịu lực chuyên dụng, kết cấu dạng hợp vuông nguyên khối rắn chắc, phù hợp đóng mới nhiều mẫu thùng khác nhau. Hệ thống giảm xóc dạng lò xo và lá nhíp giúp giảm chấn tối đa, giúp xe di chuyển êm ái hơn trong điều kiện tải nặng cũng như tăng khả năng chịu tải cho xe. Khối động cơ diesel IDT độc quyền của Tata, dung tích 1.405cc, sản sinh công suất cực đại 75 PS, đi kèm hộp số 6 cấp tỷ truyền số lớn cho khả năng tăng tốc nhanh, vận hành mạnh mẽ, di chuyển linh hoạt, giúp tiết kiệm chi phí trong khâu vận hành và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan đến phần nội thất của xe. Cabin chắc chắn, rộng rãi, sắc sảo, nội thất thiết kế đầy đủ, tiện nghi, sang trọng. Đồng hồ hiện đại với đầy đủ chức năng, hiển thị sắc nét. Đây là phần vô lăng của xe, thiết kế hiện đại, giúp việc điều khiển xe rất dễ dàng. Chỗ ngồi rộng rãi, phần ghế ngồi được bọc nỉ rất êm ái. Hệ thống điều hòa làm mát với công suất lớn, giúp làm mát sâu. Các nút điều khiển kính và nút điều khiển đèn ưu tiên được gắn rất thuận tiện và hiện đại, giúp người lái xe điều khiển dễ dàng. Xe được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh sắc nét, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của người dùng. Xe có chế độ bảo hành 36 tháng hoặc 100.000 km, tùy theo điều kiện nào tới trước. Để biết rõ hơn thông tin chi tiết về sản phẩm xe tải Tata Super Ace, quý khách vui lòng truy cập website otoansuong.vn hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 1800 2017.